ông ơi, bèm ơi. Đâu? Thấy đâu? Cầm tay nó đi. Chui ra, đầu đầu này này. Tay 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 tay. Mm-hmm.
tao mà. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kiểu đồ mà kiểu. Thank you.
8 giờ còn chưa làm nữa, nhìn là gì nữa. Thank you.
mẹ nhảy được chứ. Em nhảy được chứ. Sao hôm nay dậy không thấy nó không nhỉ? Em làm gì đấy? Em nhảy nhảy đi. Nhảy nhảy này. Em đi bắt khẩu. Em đi bắt kìa. Chui ra đầu đầu này này. Hôm nay không buộc tóc vào rồi. Cẩn thận đấy nha, ngã vào bếp. Ồ. Đội mũ vào đi em. Nhi. Em à, đội mũ vào. Cái này không được làm. Phúc vẫn nằm vững. Cỏ kia kìa. Nó đang ăn này nè. Không buộc chân à? Cỏ nó ăn gì? Ăn cỏ. Con thỏ ăn cỏ. Em ăn củ không? Ơi, con thỏ nó ăn cỏ kìa. Cầm tay nó đi. Tay 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 này. Em bế con thỏ á. Ừ, con thỏ không bế nó đâu nha, nó chết ổ đấy. Em à. Con thỏ chết ổ đấy, không bế đâu, về đây thôi. Thỏ đây nè. Con đi bột tay tay. Đấy, nó vẫn cháy, lửa đang cháy để nướng củ đấy. Nướng củ cho các con em ăn mà. Em đúng đóng nguyên chuồng thỏ. Ôi, ô nó ngã. Đâu cặp đâu? Cặp đâu? Để nhẹ. Có cháy đâu để bên chi? Lửa nhé. Khi nữa củ chín bà gọi em ạ. Em ơi, về mâm củ này. Xong em mới mâm nhé. Nè, xem ông làm xong chưa. Sao nó lại dài hơn nhỉ? Bà đây nè. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, ơi, ơi,
ơi, ơi, ông ơi, bèm ơi. 15, 16 cái hú từ về. Em ơi. Kệ củ nó đang gửi con chim chín ấy. Lúc này em thấy con thỏ á. Em đi chăn thỏ á. Ôi, xé cái khăn của bà đi chứ, bà rét chứ. Tóc của đấy mà rét lắm nè. Em đổi không? Cái che được đâu. Dạ. Thế em đổi cho bà đi. Đâu rồi? Em đâu? À. Đâu rồi? Đâu? Thấy đâu? À. Thấy đây. Trời trời bao trời. Chui được không? Nè. Em chui được chứ? À đúng rồi. Cả em nữa. Cả em nữa nha. Em xem nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Em ơi. Chà. Chà. Em ơi, chà. Chà. Em ơi. Chà. Em ơi. Em ơi. Em ơi. Chà. Em ơi. Chà. Em ơi. Chà. Em ơi. Đừng 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 đạp ông nha. Đông đông đây. Đông đông đây. Ngon không em? Ừ, ngon thì ăn nhé. Ngon lắm không à? Hả? Cái nữa em lại ăn nhá. Ừ, em ngồi ghế đi. Đấy, ngồi để ăn nhá. Tí nữa chín lại ăn tiếp nhé. Củ hết rồi nà. Ủa? Không cho ông ăn với à? Tí đã. Chưa chín em bảo thế. Hả? Không cho ông ăn à? Nhè, ông thèm lắm rồi. Không cho ông ăn chứ. Tí chín đã. Chưa chín đâu. Con gà gáy ở đâu? Con gà gáy ở đâu? Ô ô ô nè.
của con thỏ. Nhà của con thỏ. Nhà của con thỏ. Nhà của con thỏ. Em cư vào đấy á? Em chui vào trong ở với con thỏ nhá, tôi đang ngủ thỏ nhá. Đóng cửa nào. Nào, tới nhà. Nào, tới nhà này, ông đóng cửa này. Ông đóng trong cửa, em sẽ vào. Ôi giời ơi, lại đóng nhầm rồi. Vào được, ông đóng cửa đã. Ra nào. Ra nào. Ra đi. Đóng cửa. Đóng cửa. Hai em đấy nhá, không đóng nhá. Nhá. Ở đâu nó nhỉ? Chứ không để ở đâu nào. Ăn đây này, cho ăn đây này. Gà là. Cho vào chuồng đi. Đi tìm con kia. Cho vào chuồng đi. Cho vào chuồng nhốt vào đi tìm con kia đi. Đi đi thả vào chuồng. Đấy. Đấy. Chết rồi à? Hôm nào mình mua thêm một con nhỉ? Cho vào đây nhỉ? Mình mua. Đây bà đi hái lá cho nó ăn nhá. Nhá. Đi phạt mấy cái miệng. Đây. Nó ra bóc cải. Thêm nào hôm qua nó ăn hết chưa? Ăn hết lá bóc cải chưa? Này, nó ăn lá bóc cải rồi. Cải gạo. Thỏ của ai? Hả? Thỏ của em chứ. Em đưa cái này cho nó. Ăn đi. Nó ăn đấy. Nè. Ăn đi. Cho đây này. Tay của em mập thế nhỉ? Thêm của Hoài kìa.
em bón nó ăn đấy. Đấy, em bón nó ăn đấy. Mai lại lấy cho nó ăn nhé. Đấy, nó ăn của em nhỉ. Nó ăn của em nhỉ, đấy. Đấy, thấy không? Nó ăn ít, dơm cho họ ướt hết rồi.